Kênh YouTube xe pha Phú Mỹ xin chào quý khách. Hôm nay mình Phil làm video clip ngắn gọn này, xin mời quý khách xem quá trình phủ ceramic của một chiếc xe. Những cái xe nào mình nên làm dịch vụ phủ ceramic và đánh bóng. Xin mời quý khách cùng tham quan và xem video clip. Let's go. Cái chai phủ ceramic của chúng ta, đây là một thương hiệu Gem của Mỹ, Made in USA các bạn. Rất là chất lượng đó các bạn. Đây, đầu tiên quá trình phủ ceramic là các kỹ thuật của chúng ta sẽ đánh bóng cái lớp sơn này. Đánh bóng ra sạch sẽ để cho cái lớp bề mặt của lớp sơn nó sạch thiệt sạch, xong rồi chúng ta mới phủ cái chất liệu ceramic lên, phủ bóng. Đối với những dòng xe nào thì chúng ta nên làm dịch vụ này? Đối với những dòng xe cao cấp như Explorer, Everest này nè. Đây là bản 2020 mới nhất của Everest B2O. Đó. Sau khi chúng ta đánh bóng xong rồi mới phủ một lớp ceramic lên để bảo vệ lớp sơn. Cái lớp ceramic này nó sẽ giúp cho cái xe khi đi trời mưa, bụi bẩn vào bám vào. Khi mà chúng ta đi trời mưa thì cái bụi bẩn nó sẽ tụt xuống, bảo vệ lớp sơn, những cái lớp mà bụi bẩn bám lâu năm đó, nó bảo vệ cho lớp sơn của chúng ta được bền hơn và màu sắc sẽ đẹp hơn cho xe. Đó, sau khi phủ ceramic nó rất là bóng luôn các bạn. Phủ ceramic nó công đoạn nó cũng, kỹ thuật của chúng ta làm cũng khá cầu kỳ, nhưng mà nó sẽ bảo vệ được lớp sơn rất là bóng bẩy và đẹp mắt, bảo vệ được độ bền theo thời gian. Đây mình quay cận cảnh lại cái lớp sơn sau khi phủ ceramic. Đó, nó tạo một cái lớp gương bóng bám lên bề mặt sơn rất là bóng để chống bám bụi bẩn. Khi đi trời mưa, nước mưa xuống sẽ làm bụi bẩn tụt xuống rất là sạch sẽ và giữ xe luôn luôn đẹp và sáng bóng theo thời gian. Rất là tuyệt vời nha các bạn ha. Cái dịch vụ phủ ceramic này, chúng ta phủ thương hiệu Gem của Mỹ, rất là chất lượng, đảm bảo độ bền. Mình quay toàn cảnh cho các bạn xem, cái lớp sơn nó rất là bóng luôn các bạn.